thì bây giờ chào các em nha, thì bây giờ anh sẽ chính thức uh, anh sửa đời, uh, sửa đời cho các em, cũng như nhận xét bài làm của các em. đó, cái thứ nhất á, các em thấy nè, ở đây nè, thì phần trắc nghiệm thì các bạn thấy là đa số nhóm mình trắc nghiệm thì các bạn tương đối rồi, tương đối trắc nghiệm rồi. Và lưu ý nè, lưu ý nè, đó uh, thì các bạn về nhà nhớ coi là dùm anh và coi lại dùm anh coi mình sai chỗ nào. do phần trắc nghiệm dùm anh. nó thì về phần trắc nghiệm thì uh, thang điểm chung thì các bạn tương đối ổn. được chưa? tương đối ổn. Đó, thì về nhà nhớ đọc thêm phần trắc nghiệm dùm anh thêm. Rồi bây giờ tới phần thực hành của các em. Đây. Đó. Nhận xét phần thi thử của các em. Đó. Thứ nhất là ảnh hồng. Quật bạn chưa làm. Xác định ngay từ đầu. Hiểu rồi đó. Bóp bôi thì bạn tương đối. Rồi, đối với á thì câu số 1 là bạn ổn. Câu số 2 bạn ổn. Câu thứ ba thì bạn lại dùng cái gì đây? Cái VLOOKUP cấp kết hợp if chú ý bạn điểm cột điểm không được. Nhưng mà lại câu số 4 và câu số 5 thì bạn làm được. Nó anh không hiểu tại sao. Tự dưng gì đây? Cái VNA tự dưng bắt đầu điểm là cái gì? Bạn quét tự, nó nằm ở số 2 mà không để số 2 mà trở về số 3, 4, 5. Nên thành ra bạn bị red ở chỗ này. Đó, đó là bài của bạn học. Tự dưng gì đây? Bạn ở đây bạn điểm cái bảng á. Cái bảng đó thì gì? Nó bắt đầu từ gì? từ số uh, số 1 2 3 4 5 tức là VNA này nếu bạn nào coi á thì bạn thấy nó từ VNA này nó sẽ từ ở uh, chỗ ờ uh, đây. Đàn mở bài của bạn Hồng lên luôn cho, Đang nói chỉ luôn cho nó dễ. Các bạn đã xỉu bài của bạn Hồng đúng không ạ? Câu số uh, câu số câu số 2 phải không? Ờ uh, câu số 3. Đây, bài của bạn Hồng nè. Hồng đó, bạn chỉ sai một cái chút xíu thôi. <laughs> Tức là những cái gì bạn làm thì bây giờ anh sẽ sửa. Rồi, đây. Đây, bài của bạn Hồng đây. Nè các bạn. Nó, V lớp cấp Cái đơn giá bạn quét đúng nè. Rồi, nếu nó là VNA này, thì này số 2 chứ sao số 3. Tại vì bạn quét cái vùng bạn nè Nè bạn quét vậy nè các bạn Đó đây là cái bảng nè Bây giờ anh sẽ sửa trước rồi chút xíu anh sẽ anh sửa cho các em vài câu Anh chỉ là cách làm từng bước từng bước cho em vài câu Tại giờ những cái câu mà nó dạng giống nhau anh sẽ chỉ một lần thôi à, Không có chỉ hết nha Nó đây Quét nó thôi nè Nó cái này là số 2 chứ sao mà điếm số 3 hay gì không biết nữa Nó thì bạn cẩn thận hơn Nó nên bạn chỉ cần sửa chỗ đó là bạn ổn Được Nó tức là này 2 này 3 4 và 5. Đó, tức là bạn chỉ có 5 cột thôi mà bạn lại có 6 nên đó là lý do tại sao bạn bị red. Nhẹ nhẹ. Thì bạn kéo xuống bạn sẽ hết red. Đúng không? Đó. Và một cái nữa là bạn không có thuộc công thức quý thì bỏ tay. Rồi. Cái tiếp theo của bạn á. Đây. Đó, thì câu 4 bạn lại làm đúng. Tổng kết bạn chưa làm. Câu 5 bạn sai một cái kiến thức cực kỳ nguy hiểm. Đây. Các em thấy nè. Hàm anh bạn viết như vậy nè, chịu nổi không? Đó, hàm anh bạn không đóng manh lại mà bạn đem so sánh. Bạn không đóng manh lại bạn đem so sánh. Đây là một cái sai cực kỳ nghiêm trọng về kiến thức cơ bản. Bạn phải đóng mà manh lại. Được chưa? Bạn mới so sánh thứ 10. Nó. thống kê ổn. Thống kê có câu làm, câu không. Đó thì lưu ý giùm anh. Kết quả chung bạn chưa đạt. Được Thì bạn cần lại coi lại giùm anh. Thứ nhất, đối với bạn Hồng, thứ nhất, bạn coi lại đừng quá anh hay gọi là bạn run. Nó bạn bị khớp. Có những cái bạn nằm lòng mà bạn lại sai. Nên có những câu bạn thấy bạn vừa có câu làm đúng y chang vậy luôn mà có câu là làm sai thì bạn càng bình tĩnh hơn và làm bài cẩn thận hơn giùm anh rồi đó là bài của bạn hồng rồi tiếp theo là của bạn minh thì Word thì bạn chỉnh sửa là khoảng 75% đó tuy nhiên bạn cần nên kiểm tra lại phong và Barab. bạn phải làm đầu tiên nó phong là bạn không làm Barab thì anh coi sơ qua thôi đó bó bôi thì bạn ổn rồi Excel thì câu một bạn không có làm đó bạn làm câu 2 Thì ổn nè Sang câu 3 Không được Nhưng mà câu 4 Thì bạn lại có làm. Nhưng ở đây bạn sai một cái kiến thức cơ bản nữa Câu 4 của bạn mình Này, Bạn lại sai một kiến thức cơ bản nữa Tức bạn có làm Nhưng mà hãy gì Bạn lại sai một kiến thức cơ bản chứ không phải là bạn không làm Tại sao nói là kiến thức cơ bản? Thì các bạn mở lên cho mình. Đây, anh để anh mở lên. Anh cho các bạn thấy rõ ràng. Đây. Này các bạn. Đây, trị dò. Là E3, là ngày tháng. Bản dò bạn quét đơn giá từ C6 đến G9. Được chưa? Nó, cái bản dò nè. Từ C6 nè, đến G9 nè. Bạn quét đúng nè. Nó. Rồi. Bây giờ nếu nó là 14K thì trả về 2, cột 2 đó là 18 thì cột 3, đó là 24. 24 gì? 24K mà đánh 24L, chịu nổi không? Đó. Rồi, Trả về cột 4, ngược lại là cột 5, đóng bài ép đúng. Ở đây các bạn là ngày tháng mà ngày tháng mà lại dùng số không Đó các em thấy không? Ngày tháng mà lại dùng số 0, đây là một kiến thức sai cơ bản. Đó nha. Ngày tháng số không liên tục thì mình dùng số 1 mình dò nha nó nên đó lý do tại sao bạn lại ra nè nhẹ nhàng thì bạn lưu ý dừng thêm giùm anh rồi nó còn những câu còn lại thì bạn chưa làm được và kết quả chung chưa đạt tiếp theo là thảo thảo thì khoảng 40% phần quật nhé đó em cần phải làm thêm quật phần táp em hình như là phần táp á em còn rất là lũng túng em cần xem lại dùm anh rồi phần bó bôi thì chưa làm nên chưa đánh giá được rồi câu 1 bạn chưa hiểu đời câu 1 chưa hiểu đời tại sao anh lại nói câu 1 chưa hiểu đời tại vì ở đây có vài bạn các bạn câu 1 các bạn làm không được đúng không được đúng lắm hoặc là bỏ luôn ở dưới thảo anh mở câu thảo lên. phần Excel câu số 1 Rồi, các bạn đợi một xíu nha. Đây. Nè các bạn, người ta yêu cầu bạn đồng thời điền vào cái gì? Điền vào cái ô trống. Được chưa? Nó mấy cái hát lớp cúp đồ kia này thì không có gì khó rồi. Nó ồ. Cái này là V lớp cấp chứ sao h lớp cúp. Được chưa? Thay vì bạn cũng bị cái tình trạng bên kia luôn. Đó, bài này chút xíu sẽ nói tới. Đây, manh sai luôn. Đây, trước khi nói câu kia thì bây giờ nói câu này trước đây, câu này nãy anh không có để ý. Đây, trị do các bạn là gì? Là cái chuỗi. Sau đó bạn dùng là nếu như cái ngày nó lớn hơn 1 và cái manh nó bằng 1 thì trở về 2. Đó, à, tức là bạn ngồi đó bằng điểm, bằng coi dữ liệu thô, không đúng ngày nó 16 và manh nó bằng 2 đây manh mà viết như vậy nè nó bây giờ tức là khi dùng hợp manh có khi đúng lại có khi sai chưa? nó và cơ bản các bạn lưu ý nè nếu bạn nào để ý thì đại hôm nay đa số dò tìm anh đều là về lớp cấp kết hợp zip về lớp cấp clip đó rồi cái ngày tháng đây là có nghĩa là bạn gì một có bạn á, là định dạng và mass sao nó được giờ hoặc điền vào cái cột cái này là cái mẫu nha các bạn nó chính xác đáp án nó phải như vậy nè các bạn bằng ngày ghép nối được chưa ô đây người ta yêu cầu định dạng mà ghép nối cách ra tháng cách ra mình ghép nối cách ra năm cách ra ghép nổi Dìa yeah. Tức Tớ định dạng làm sao cái cột ngày tháng năm này nè Được chưa Nó gì Nó được cái ngày mấy tháng mấy năm mấy Đây là cái mẫu Các em lưu ý đây là cái mẫu Chứ không phải đây là Làm sao cho y chang vậy Đây là cái mẫu người ta đưa ra Đó Được chưa Và có bạn dùng phần sale cũng được nha Đó phần Excel cũng được Nhưng mà nó không hay lắm Chính xác là phải cái ngày Để được cái mẫu ngày tháng năm đó đây giờ các bạn hiểu chưa đúng rồi. Rồi. À, tiếp theo. À, câu 2 ổn Câu 3 là sai kiến thức cơ bản khi dùng V lớp cấp, H lớp cấp. Đó. Sai kiến thức cơ bản V lớp cấp, H lớp cấp. Bây giờ sẽ mở thử coi câu 3 tại sao lại ghi dòng đó. Giờ, câu số 3 của bạn. Tại sao lại ghi là sai kiến thức cơ bản. Máy anh cái này sao mà hơi chậm quá Rồi, đây Tức là câu này nó giống như hồi nãy bạn đã làm cái phần kia các bạn Giống như câu mà bạn làm ở câu số 2 á Đây, nên mở lên cho các em khác thôi Đây, tức là bạn dùng hát lúc cấp mà gì ngày tháng khi có ngày tháng đó các bạn nó mà bạn không dùng gì không dùng là cái v lớp cấp tới cách cho là một mà bạn lại dùng cái h lớp cấp tức là hình như là bạn bạn thích h lớp cấp chứ bạn không có thích về nếu như cái đề này mà anh cho là h lớp cấp kết hợp với thì anh nghĩ là bạn sẽ đúng nhiều đó nhưng mà tiếc rằng anh là cho v lớp cấp kết hợp với nên thành ra bạn sai hết chưa? đó hình như là bạn có anh có cảm giác như là bạn chỉ thích dùng h thôi mà không thích dùng v đó bạn sai ở chỗ đó Dạ. Yeah. Tức là khi các bạn thấy nè, đây là ngày tháng thì ưu tiên là ngày tháng làm trị dò. Thì đây mình quét bảng dò nè. Nó giờ nếu như là VNA thì mình là dùng nó là cột 2, nếu là ABS thì 3, alpha Rol thì 4, còn lại là 5. Cách dò bạn ngày tháng đây là số 1. Dạ, yeah. chú ý giùm mình Đó. Ở chút sẽ sẽ sửa chi tiết hơn. Rồi, còn lại bạn không có làm ha. Asset chưa được. Rồi, kết quả không đạt. Kiều lon Kiều lon thì anh ghi gì đây? Word thì bạn coi thêm tab chỉ vượt mới 40 thôi chưa đầy yêu cầu bó bôi thì bạn mới làm mấy cái sai thôi nó chưa làm gì trong đó hết đó nên cần kiểm tra thêm dùm anh Excel câu 1 thì chưa làm câu 2 ổn câu 3 chưa làm thống kê câu và đọc đời ẩu đọc đời ẩu đọc đời ẩu tại sao ghi đọc đời ẩu đây đây Nè câu này nếu bạn nào nãy mới mở lên á Thì các bạn sẽ thấy bài này nó có hai yêu cầu Đó thứ nhất nó là tháng 10 Và thứ hai nó là chủ nhật Tức là bạn thiếu điều kiện Thiếu điều kiện Đó Được chưa? Cái này thì anh khỏi cần mở nha Tại vì ở này anh nhớ Được chưa? Đó tức là bài này các bạn câu số uh, 3 nè Cái chỗ hỏi giảm giá Thì nó có hai cái yêu cầu Thứ nhất nó là tháng 10 và chủ nhật Và thứ hai là số lượng Đó Được chưa? Bạn thiếu Bạn thiếu được rồi, thì bạn lưu ý thì mình anh đọc đời cẩn thận ha Rồi, đối với Linh à, uh, Asset thì bạn chưa làm ha Kết quả chung thì Kiều Loan là cũng giống như các bạn khác là chưa đạt Kiều, uh, Bạn Linh thì chưa làm Phần uh, Word, Bobo thì bạn tầm ổn Excel thì câu 3 biết làm sao Đó, Câu 2 thì bạn không làm Câu 4 không làm, câu 5 làm Bạn chỉ làm câu 3 thôi Đó, tức là bài này Câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 á, đều là gì? Là với lớp cấp kết hợp với cách cho là 1. Nhưng nó câu 3 bạn làm Đó Nhưng mà bạn làm không làm câu 4 câu 5 Thống kê thì bạn đọc kỹ đề Bài này thống kê ở câu số 3 này á Là gì đây Là nó là điểm yeah. Ok đó, bây giờ đơ hay không đơ gì á, Thì anh chỉ nhận đáp án thôi Thì hôm sau thì uh, thi á, Thì cũng nhớ giùm anh là chỉ mở một file thôi nha đó hôm nay mình cũng có vài trường uh, có một bạn hai bạn đó cũng bị tình trạng là máy đơ máy đứng gì đó do thì bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm đó rút kinh nghiệm để mình không bị những cái lỗi đó khi thi thực tế rồi nó giờ bạn chưa thùng thức quý ha rồi áp sát thì chưa làm kết quả chung thì ra đi tủ sai tờ lo à? nhiều nè quật tốt khoảng 80 mươi phần trăm bo bôi ổn hai phần này đạt nha quá sao đi hết chịu nổi không đây câu số 2 của tú mở lên giới thiệu luôn đọc đời rất là ổn câu số 2 phần excel hình như là tú là bạn cuối cùng rồi ok anh sẽ sửa bài luôn nha anh sẽ sửa bài luôn đây, anh sửa, vừa sửa bài của Tú và vừa sửa bài chung luôn. Đó, câu 1 hồi nãy á, thì nó không có gì hết. Được chưa? Nói trên phần dạng thôi. Câu 2. Đây. Anh sửa bài của Tú và anh sửa chung luôn nha. Đơn giá. Trị giá. Trị giá thì các bạn nhớ bằng số lượng nhân đơn giá. Được chưa? Người ta không nói gì bạn đâm đầu trị giá bằng gì. Bạn ghi là cái điều kiện của giảm giá vô ai mượn vậy Được chưa tự nhiên ghi điều kiện giảm giá luôn chi vậy đó Được chưa giờ cái giảm giá là bạn nghĩ gì đây tự nhiên lấy một trừ cho này một trừ cho trị giá ủa là sao giờ tức là bạn được gì bạn trả bao nhiêu tiền ở đây rồi giờ bạn lấy một trừ nó bạn ra giảm giá ok đó nhưng mà gì đây người ta cần con số mà tức là trị giá đây các bạn nè đó rồi nè trị giá thì bằng số lượng nè nó nhân cho đơn giá vậy thôi người ta không nói gì nữa cứ lấy số lượng nhân đơn giá rồi do chuyển qua ra nó rồi dùm cái rồi giảm giá nè mấy cái của bạn và đây đây là cột giảm giá cột giảm giá nên đây là nhân số nhỏ được chưa nó giảm 5%, 3% và 0 hay gì đó. Được yeah. chưa? 3%. Và 3% này là 3% trị giá nên toàn bộ cái này nè mình mới nhân cho trị giá. Tức là nếu cái gì? Nếu như cái số lượng nó sẽ 30 và tháng 2 thì mình sẽ được giảm 5%. Trị giá thì nó đặt trị giá ngoài. Ngược lại nếu là lớn 10 và điện tử. Được yeah. chưa? Điện tử thì cố gắng giữ giống nó một chút xíu. Đó, điện tử thì nó là 3% ngược lại là không và tất cả anh em nhân cho trị giá. Vậy thôi. nó xa rất là tiếc. Còn thành tiền người ta nói một trừ giảm giá thôi. Ở giảm giá này nó là không phần trăm em mà mình đã quy số rồi nên chuyển con số thôi nó thành tiền thì bằng giảm giá trừ cho ở trị giá trừ giảm giá hết đây kéo xuống thôi giờ nó không có gì đâu khó khăn Được chưa? cái phần giảm giá này cũng tương đối dễ nha nên anh sẽ lướt qua đó rồi bây giờ câu số uh, câu số gì đây đây bây giờ tiếp tục nào uh, câu số 1 đến coi lại câu số 1 coi có cái gì không Đây. Bây giờ có một bài anh sẽ sửa hai câu ha. Câu số 1 và câu số 3. Được chưa? Câu số 1, câu 3. Đó, tức là cái làm cho các em thấy cái phần đơn giá. Nè các em thấy nè. Đó, ngày tháng nè. Khi mà trong cái bảng này này Vlookup Vlookup thì bạn thấy nè, tiên ngày tháng làm trị dò để mình dùng dò số 1 và này nó sắp theo cột nên mình dùng Vlookup. Đó, nên anh các em quan sát nghe anh sửa câu này và câu số 3 cho em thôi nó bằng VLOOKUP lúc nè cái ô trị dò nè chấm phẩy nè di chuyển qua sheet 2 nè vừa di chuyển các em xóa tên sheet đến dấu ngoặc ở phân cách đối số nè trường hợp đây là dấu phân cách đối số này em. phân cách đối số nè nó sau đó quét nè từ trị dò nè quét đến kết quả nè từ trị dò quét đến kết quả nè nó f4 chấm phẩy rồi rồi gì đây bắt đầu mình dùng ít nếu là ăn trăm thì trả về 2. B125 là 3. Di chuyển qua bên đây. Xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cơ đối số. Nếu cái mã này bằng A gạch 100 thì trả về số 2. Ngược lại nếu cái mã này bằng B gạch 125 thì trả về số 3. Ngược lại là số 4. 1 x 2 x cách dò 1 không ạ? enter. Đó Vậy nè B125 B145 Đó Chứ nó không có gì là phức tạp lắm các bạn Rồi ai mà sai sửa nhanh vô dùm anh Sau đó anh đi qua câu khác Rồi bây giờ anh tiếp tục nào Đó Thành tiền thì số lượng nhân đơn giá thôi Nó không có gì để nói hết nha Nó, số lượng nhân dân đơn giá rồi bây giờ cái câu thống kê, ở đây có một câu thống kê. Được chưa? Anh làm một câu thống kê và lưu ý nè thống kê vật là dò tìm người ta có thể đặt ở các bản các sheet khác nhau nha các em không có vụ mà copy đem qua cho dễ làm nha được chưa rồi thì anh ôm lại chút xíu cho em phần thống kê luôn nhiều bạn tới hôm nay thống kê còn lưu số quá được chưa tổng doanh thu thì mình là sum ít tại nó có điều kiện được chưa điều kiện các bạn là a 100 thì các bạn di chuyển qua sheet dữ liệu nó cái sheet nào mà chứa dữ liệu đó sheet nhiều nhất các anh chị xóa đi đến dấu ngoặc hoặc phần cách đôi số. Các anh chị quét cái cột này. Nó cái cột nào chứa A100 thì nó là vùng điều kiện. F4 chấm phẩy di chuyển qua sheet 3. Xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cách đối số. Chọn ô này. Bạn có thể khóa dòng để công thức chạy qua phải hoặc không khóa cũng không sao. chấm phẩy vùng tính tổng, bài này tổng gì? để coi quên rồi tổng doanh thu được chưa nó tổng doanh thu thì mình qua cái cột thành tiền di chuyển qua bên đây vừa di chuyển các bạn thấy anh xóa đến dấu ngoặc học và cái đối số nè nó anh quét cái cột thành tiền f 4 đóng ngoặc enter được chưa tại này anh chưa kéo xuống á nha Đó, đó. Rồi đứng máy rồi. Rồi, tiếp theo á các bạn là doanh thu số lần bán á, thì các bạn là khao ít nè. Rồi, khao yếp nè. Rồi, vùng điều kiện, điều kiện bạn A100, các anh chị di chuyển qua sheet nè. Đó, vừa di chuyển các anh chị nè, xóa đến dấu ngoặc và có đó số nè. Đó, quét cái vùng này nè các bạn. Đó, từ F4 cho đến F8 nhớ F4. Nhờ F4 khóa lại. Thì do vậy cái này bạn không có chó chỉ ship 1 nha. Chấm phẩy. Di chuyển qua ship 3. Số tên ship đến dấu ngoặc phần cái đó số trường hợp này là phần cái đó số. Chọn điều kiện khóa dòng để công thức chạy qua phải. Enter. Đó, đây là phần thống kê. Điểm và tính tổng. Rồi, các bạn sửa nhanh vô giùm anh. Sau đó anh sửa tiếp. Đây câu số 3 này các em. Nó bạn gian nè, bằng cách nè, các bạn thấy nè, đây. Hắc lâm cấp, bạn chọn cái mã này. Đó và bạn thấy nó là ngày 1 tháng 12. Bạn chạy trực tiếp về dòng số 6 luôn. Đây bạn quét về từ D4 đến G9. D4 nè. Đó. Được Đến G9. Thì cái này á thật ra bạn trả vậy á là vô tình nó đúng, vô tình nó đúng. Tại vì cái dữ liệu của mình á, dữ liệu của mình á là tháng 12. Đây tháng 12 mà bên đây các bạn nó sẽ lấy cái gần nhất Tùy cách dò số 1 là cái gần nhất nó nên nó sẽ lấy toàn bộ là đáp bán của dòng này thôi à quên đây này em. nó sẽ lấy toàn bộ đáp án của cái dòng này thôi đó là lý do tại sao bạn dùng hát lúc cấp mà dùng cái này và lưu ý vô thi không có ai ngồi đó mà kiểm tra mấy cái này nha người ta không có dễ nghe bạn giải thích đâu người ta không có nghe bạn giải thích đâu nha đó tức là vời mà áp dụng bạn giải thích đi giải thích dưới giám khảo thì bạn có thể chấp nhận được đáp án này đó là H lớp cấp. Đó cấp nó và trả về dòng số 6 này nhưng vô thi máy chấm quét qua chứ không ai ngồi đó mà giải thích đâu nha nên sai hoàn toàn đó và này anh sẽ làm bằng v lớp cấp cho các em thấy v lớp cấp trị do mình là ngày tháng chấm phải di chuyển qua xích đơn giản vừa di chuyển các bạn xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc cả đôi số, quét từ trị dò đến toàn bộ kết quả của mình, nó từ quét từ C6 đến G9 chấm phải. Nếu là VNA di chuyển qua bên đây, vừa di chuyển xóa tên sheet. Nếu cái gì, cái mã này nó bằng VNA thì trả về số 2. nó ngược lại nếu cái mã này bằng A boss, thì trả về số 3. Ngược lại nếu cái mã này alpha nó tùy do anh nhớ đó nên anh không cần phải di chuyển qua lại Còn các em thì cứ di chuyển qua lại bình thường Thì trở về số 4 ngược lại là số 5 1 x 2 x 3 x kết dò là số 1 Đóng hoặc là enter Đó Được chưa Các em lưu Di chuyển qua lại giữa các xếp Rồi Anh sẽ copy cái này anh đem qua cái bảng mà uh, Bảng thống kê luôn Tại chút xíu mình sẽ làm thống kê nó nhớ nha trị do bảng dò rồi bây giờ thống kê này có tổng số lượng và tổng khối quần theo quý Được chưa thì bây giờ anh sẽ làm trước từng cái anh làm trước từng cái tổng số lượng theo một điều kiện tức là bạn là Smith nha nó vùng điều kiện các bạn nó là vna di chuyển qua bảng XL các bạn xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phân cách đổi số quét cái cột này người ta gọi đây là vùng điều kiện f 4 chấm phải Điều kiện di chuyển qua sheet thống kê xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cần đối số. Chọn ô này, khóa cột để công thức chạy xuống hoặc là bằng bạn không khóa. chấm phải. vùng tính tổng, tính số lượng các bạn di chuyển qua bên đây. vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cách đối số. Quét cột số lượng các bạn quét từ H3, các bạn quét đến H mấy đây? H3 đến H21 nha, từ H3 đến H24, 21. Nhớ F4 là gì anh. Enter. Thì bạn sẽ ra được cái câu tổng số lượng đó và toàn bộ cái đời hôm nay anh đều theo một cái nguyên tắc là VLOOKUP ít và tổng số lượng à, phần SUM IF, KHAO IF rồi cái đó. Nó thống kê từ nhiều sheet. Rồi tổng số lượng theo quý. Đó và mã sản phẩm tức là hai điều kiện thì mình dùng SUM IF S. Nó đầu tiên là SUM range là vùng tính tổng di chuyển qua bên đây. Xóa tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cơ đối số. Quét. Cái bàn quét từ đây. H3. Các bạn quét đến gì đây H21F4 chấm phải Vùng điều kiện 1 thì bạn có gì đây Có là cái mã sản phẩm hoặc là quý Được Anh giả sử là mã sản phẩm F4 chấm phải Di chuyển qua bên xe thống kê Đó Rồi Chọn ô này F4 khóa cột để thức dậy xuống Rồi chấm phải quý ở đây nếu bạn nào mà nhét INT vô đây là bằng ao này Ở đây các bạn không đưa INT vô được Nó và bắt buộc Bắt buộc Phải chèn cổ phụ Nên anh sẽ xóa này đi Và anh viết cổ phụ ở ngoài Giả sử à, Đặt cổ phụ Anh đặt ở bên đây luôn Quỷ Bằng INT Hay ngoài Mạnh Con này Trừ 1 đóng hoặc Chia 3 Đúng không Cộng 1 Enter Bạn không thuộc công thức quý thì bạn không thể làm được câu này Và bạn phải biết lập cục phụ Bạn không biết lập cục phụ bạn cũng không thể làm được câu này Rồi anh đưa công thức quý qua bên đây cho các em dễ nhìn nha Rồi sau khi có cái cục phụ đó rồi thì cái này mình làm bình thường Rồi Vùng điều kiện 2 Di chuyển qua bên đây vừa di chuyển xóa tên sheet đến dấu ngoặc học có đối số Quét cái cục phụ F4 chấm phải, di chuyển qua sheet thống kê vừa di chuyển số tên sheet đến dấu ngoặc hoặc phần cơ số chọn quý 1 1, 2 F4 chừng nào đô la là chữ số là khóa dòng để công thức chạy qua phải rồi nhiệm vụ mình là kéo xuống kéo xuống kéo qua chứ không ngồi đó bạn tính từng ô từng ô từng ô được đó thì đây là công thức tính tổng nhiều điều kiện được chưa và chèn cột phụ các bạn lưu ý mời các bạn sửa vô nha mà câu số 4 nè là bạn anh ghi là bạn gì đây bạn sai cái kiến thức giảm giá đó à, cái kiến thức này bạn ghi thấy các bạn thấy nhìn thấy nó đúng rồi nè mà tại sao lại nói sai thấy chưa nếu như cái điều kiện đóng hèn đầu ghi lợi nè thì được 90 mươi ngược lại năm trăm nhưng anh lại nói sai lý do đây cái cột của bạn ở đây không phải là cái cột thành tiền mà đây là cột giảm giá và giảm giá này phải ghi con số nhỏ được chưa và không được chưa giảm giá ghi con số nhỏ và không này được chưa nhớ nha và ở đây các bạn Wednesday đây các bạn thêm cho con số 1 nữa được chưa? tức là wish đây các bạn sẽ có hai đổi số cái đối số thứ nhất á là cái um, ngày tháng mình kiểm tra và đối số thứ hai á là đầu tuần là thứ mấy mặc định đầu tuần là chủ nhật số 1 giùm anh nó thì các bạn thấy là rõ ràng cái manh nó bằng 10 và cái wednesday nó bằng một đó tức là nó chủ nhật đó thì được giảm 10 ngược lại là giảm nếu cái số lượng các bạn nó trên 1 ngàn thì được giảm 15 phần ngược lại là không giảm kết thúc nó nhẹ nhàng vậy thôi nó không quá khó nha yeah. còn mấy cái kia thì nó giống nhau giống nhau rồi, ở đây anh sẽ có một cái câu nữa anh muốn chia sẻ với các bạn đó là câu số 10. câu chính gì đó. Nha, câu số hình như là câu số 9. Đó. Câu số 9 của đề thi số 2 bằng tên hàng. Thì các bạn thấy nè, ở đây nó là yêu cầu bạn dựa vào cái những ký tự nè. Linh chi được cái nè, nó là LCIS. Được chưa? Qua bên đây nó là CNL tức là nó đảo lại các bạn nó đảo được chưa và trong Excel mình không có hàm này. hàm đảo cả nha mà mình phải dùng gì đây H lớp cấp bạn lấy cái từ bên phải right. một cái từ bạn ghép nói với cái từ lần trời nữa mid nó cái từ nó nằm ở cái từ là len trừ một lấy một nó bạn sẽ ra được cái gì CL. đổi thành là c trị dò xong qua bên đây quét bản dò F4 2 0 Enter Đó Nhớ nha Tức là bạn đầu tiên là lấy chữ L Đó bằng cái right này Sau đó anh lấy cái chữ C bằng cách nó tại vì bên trái nó không giống nhau nên anh dùng len trừ cho một tức là cái ký tự này nè vị trí nó bắt đầu từ cái vị trí mà bên phải á bên phải anh điểm vô anh lấy anh bỏ đi một ký tự anh lấy từ vị trí đó tức là bên phải anh bỏ vô nè anh điểm từ cái từ này và anh lấy một cái từ nó tức là lấy chữ c thôi nó thì các bạn đối với câu chính này các bạn sử dụng anh ý này Được mời các bạn sử dụng rồi thì bạn hỏi anh phần bìa thư thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần bìa thư được làm như thế nào được chưa phần Word em ơi Anh nói bao nhiêu lần rồi là các bạn không có nhập dữ liệu Phần Word anh có cho em một cái file đó là dữ liệu đề thi thử Em làm trực tiếp trên cái file đó đó em à Chứ đâu có nhập gì đâu Còn nếu là nhập mà nhiều quá thì em kiếm cái gì đó em copy em lắp nó vô Anh nói bao nhiêu lần rồi ta Là các bạn thi các bạn không có nhập văn bản Mà đời người ta cho dữ liệu nếu không có thiếu nếu thiếu nhiều quá thì các bạn khi đó là các bạn sẽ kiếm copy cái dữ liệu gì đó để có những cái chữ rồi kia đó để bạn làm những cái thao tác ví dụ như phần tab chẳng hạn đó hoặc bản gì đó bạn vẽ bản đó bạn đánh chữ đại nó vô được chưa chứ không phải ngồi đó bạn đánh từng chữ từng chữ người ta không ai chấm lỗi chính tả các bạn nha được chưa đó đó là thắc mắc của bạn à... bạn minh còn bây giờ phần thư á phần bìa thư á được Bìa thư người ta có cho mẫu sẵn không? Đang lấy trong dữ liệu gốc của anh rồi. tinh bê Em xíu. Đời số 2 này tức là bạn tự các bạn lưu ý này, Đề số 2 là bạn tự tạo ra một cái bìa thư. Nó, đi tạo ra bìa thư thì vô mail link nè. Star mail, setup mail visa. Rồi, chọn envelope. Nét qua bước 2, bước này là chọn kích cỡ. Thì bạn có thể chọn kích cỡ là gì đây? Nó, bạn có thể đợi chút xíu nó mở lên đây kích cỡ, bạn có thể đợi kích cỡ mặc định. Do bạn có thể đợi kích cỡ mặc định vậy nè các bạn. Nó giờ đổi phong hay gì đó, thí dụ như phong nè, thay Roman. Nó cỡ chữ này là khoảng 15. Nó màu chữ ở đây anh dùng màu đỏ. Rồi phong ở dưới này, anh dùng cũng thay Roman. Cỡ chữ anh dùng đây là 15 luôn, Màu chữ anh dùng đây là màu xanh chẳng hạn. Ok. Ok. Sau đó bạn nén qua số bước 3. Thì đây là kích cỡ nó nè, nó mặc định sẵn rồi nè. Đó hoặc người ta đổi theo kích cỡ nào đó thì bạn cứ làm theo cái kích cỡ người ta yêu cầu. Được okay, chưa? Đây. Được yeah. Còn nếu người ta không nói gì cứ để mặc định size 10 giùm anh. Rồi các bạn nét qua bước số tiếp theo. Bước số 3 là lấy dữ liệu. Thì lấy y chang như mình học bên phần thư kia thôi. Nó lấy dữ liệu. Um, đây tin bế ở tên A chứ Nhớ mình tên A Rồi Đời thi thử Đây Đời số 2 Dữ liệu của mình là phần quật nè Bạn dạy nén ra Mới cứ làm được dữ liệu nha Dữ liệu tạo biểu thư nè Nó đi nó là thông tin dữ liệu Thay vì bữa trước mình học Excel Người ta cho à, Xin lỗi Bữa trước người ta cho dữ liệu Excel Thì bữa nay anh thích Anh cho dữ liệu quật Nó ra yeah, tức là nó nằm ở dạng word cũng được dạng test cũng được dạng excel cũng được đây các bạn thấy nó chết đầy đủ hết nè nó vậy thì ok rồi bạn nét qua bước số 5 nó thì bạn sẽ thấy hai khung khung dưới này là khung người nhận nó tên à, địa chỉ chẳng hạn nó địa chỉ rồi ở trên đây là người gửi ví dụ người gửi À, châu minh hoàng ừ. ra, gửi đến người nhận họ tên gì đó ra, địa chỉ là à, người gửi thì có địa chỉ thí dụ như ở thành phố thủ đức chẳng hạn nó thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đó người nhận người tên địa chỉ gì đó thì bây giờ mình sẽ qua bước số 5 Nó bạn điền ở này ở bước số 4 cũng được Nó nhưng mà điền tốt nhất là bước số 5 thì ở đây bạn thấy người gửi sẽ không thay đổi Và người nhận các bạn thấy có một cái khung và bạn phải điền thông tin cho cái khung này nó mới nhảy được nha Còn các bạn điền bậy ráng chịu à Rồi insert thôi mail lên nè Nó Chỗ người gửi mình tự điền gì cũng được Tức là người ta không nói gì á Thì bạn ghi người gửi Và bạn ghi họ và tên gì được rồi địa chỉ chứ đừng, đừng ghi tên các bạn vô nha trời nhưng mà thường á thì người ta sẽ cho các bạn người gửi là cái gì thường nha tại này anh anh không cho thôi nhưng mà thường đợi thi người ta sẽ cho nhưng mà nếu người ta không ghi người ta không cho thì bạn ghi người gửi họ và tên để trống nha bỏ cái này đi nó địa chỉ bạn có thể ghi thành phố thủ đức cũng được hoặc là ghi đại học nông lâm cũng được nó hoặc là ghi địa chỉ bỏ trống luôn là người ta không cho vì bạn đâu biết gửi ai nữa yeah, và địa chỉ ở đâu yeah, rồi bây giờ tới nhập thông tin người nhận uh, mail link uh, insert họ tên địa chỉ công ty gì đó rồi bạn nào thêm thông tin gì nữa thì thêm sau nét qua bước số 6 chọn edit thì nó sẽ xuất ra một cái file ok nó thì đây là cái file nè đang mở file anh mới xuất cho các em f 1 một nè đây Đó, người gửi cho minh hoàng thành phố đô đức người nhận trung tính bá duy nó thu kim anh tức là nó nhảy cho bạn là 10 ở đây là 12 người 12 người nó chỉ có vậy thôi rồi lưu thì nhớ lưu giùm anh đầy đủ à, cái kết quả và bước làm yeah, kết quả và bước làm rồi các bạn nào chưa được thì làm nhanh nhau giùm anh rồi, thì các em lưu ý nè, các em lưu ý nè, thì uh, khi thi cái này, các em lưu ý nè, đó, cái phần ôn uh, thi, kỳ thi này, thì các em nhớ nè, tài liệu này á, thì các bạn nhớ, đối với lý thuyết á, thì bạn nên, uh, ngoài việc đọc tài liệu Anh, thì các bạn có thể uh, tìm uh, các tài liệu trên internet đồng kiện rất là nhiều, nói chung là nó không có giới hạn tài liệu, được chưa? Rồi. rồi, đối với phần thực hành, phần buộc, thì đầu tiên nhớ giùm anh là kiếm phần thư, đó, phần thư nè, phần một lục nè, làm trước nhớ phần thư và một lục làm trước rồi mà nhớ gì mình điều đó nha Rồi sau đó sau đó các bạn mới làm tới phần định dạng văn bản thì nhớ đầu tiên là bay setup phong chữ cỡ chữ khoảng cách barrage làm trước rồi sau đó tới phần từ trên xuống dưới làm bình thường được chưa thì chú ý in đậm in nghiêng gạch chân chữ phía trên chữ phía dưới tô màu canh trái canh phải canh giữa canh đều gì đó nó header footer gì đó number hoặc art drop cap symbol rồi kia và nhớ tab trong bảng và tab ngoài bảng tab cho một dòng và tab cho nhiều dòng thì chú ý giùm anh nó coi lại bài giảng phần tab có hai ba khoảng hai bạn phần tab nãy làm chưa được tốt lắm đó nó bây giờ và cố gắng bạn coi giùm anh ở đây là đề số 3 đề số 3 cái này là cái bộ tài liệu cũ nha nên đề năm đề 10 các bạn coi giùm anh đề số 3 và ba đề thi thử nhiều đó thôi không coi nhiều Excel các bạn coi dùm anh hầu như là các dạng anh đã dạy. Mỗi một cái coi dùm khoảng 3 đề. Tức là mỗi một dạng các bạn coi dùm anh khoảng 3 đề. Và đặc biệt là đề thi thử số 2 và số 3. Số 2 là chủ yếu về thống rút chích. Ở xin lỗi về dò tìm. Số 3 là thống kê và rút chích. Chú ý thời gian. Chú ý các phần hàm thời gian. Vẽ biểu đồ, rút chích, thống kê, các hàm cơ bản định dạng đó và thời gian làm bài của phần quật thì nhớ dùm anh bữa trước anh có chia khoảng 20 phút thôi 15 phút đến 20 phút không hơn nữa Excel các bạn là từ 20 đến 25 phút tối đa là 30 phút không hơn nữa nha tối đa phần Excel các bạn là 30 phút hoặc bạn làm 2 phần 3 số câu trong đề thi phần Excel 2 phần 3 số câu nếu bạn đã đúng rồi đúng chắc chắn rồi thì bạn không làm nữa để mình làm phần khác nha làm 2 phần 3 số câu đối với phần bo bôi thì nhớ đầu tiên đọc đề rất kỹ dùm anh có bài có phần uh, slide master hay không bây giờ đọc kỹ dùm anh coi có slide master hay không nếu không có vẫn phải làm không có vẫn phải làm nha rồi sau đó các bạn coi kỹ nếu đề yêu cầu thực hiện theo đề thì yêu cầu thực hiện theo nếu không có thì bạn làm dùm anh những vấn đề sau thứ nhất tạo slide master thứ hai bạn tạo khoảng 10 slide thứ ba tạo hình nền tạo hình nền các bạn click chuột phải vào máy bắt apply to all, hết dùm anh. nha apply to all, hết vậy mà tạo hướng chuyển size phần transition chọn một hiệu ứng apply to all. tạo hiệu hoạt hình ở đây hai ba size thật ra các bạn làm hết thì mình luôn vô size thứ nhất ctrl a ngôi sao màu xanh Ngôi size thứ hai ctrl a ngôi sao màu xanh size thứ ba ctrl a ngôi sao màu xanh tức là mở, chọn vô cái size đó bạn ctrl a bạn chọn ngôi sao màu xanh cái ngôi sao nào cũng được cả anh đang nói trường hợp là đề bài không yêu cầu gì nha các bạn phải thực hiện giùm anh những cái này tạo liên kết bạn dùng ASM awesome nếu đề bài không nói gì hết bắt buộc các bạn dùng ASM awesome và đặt dùm anh từ size 2 liên kết được chưa hoặc từ size 1 liên kết đấy nha bắt buộc phải tạo liên kết giùm anh hai cái liên kết trở lên nhớ ở đây có một thôi nhưng mà bạn phải làm hai dùm anh chèn hình ảnh vô nó lấy hình ảnh từ bài quật nếu người ta không có cho hình ảnh gì hết thì lấy hình ảnh copy từ hình ảnh bài quật á đem qua được đó, nếu không bạn vẽ một cái ngôi sao vậy đó mà vẽ một cái sáp ra vậy anh. Bắt buộc phải có giùm anh nha. Đánh số trang chạy hết footer cứ bật hết lên giùm anh. Cứ bật hết lên giùm anh. Rồi, chèn nhạc clip, người ta có thì chèn không có thôi. Và các bạn sẽ có 15 đến 20 phút để hoàn thành phần báo bòi 15 đến 20 phút để hoàn thành phần báo bòi Riêng đó với asset thì các bạn lưu ý trong phòng thi, các bạn lưu ý này, trong phòng thi mà thầy cô yêu cầu những bạn nào thi xét rồi đi ra khỏi phòng thi thì các bạn xác định các bạn chỉ còn 10 đến 20 phút làm bài. Tức là tùy theo thầy cô kêu sớm kêu muộn gì đó Các bạn chỉ còn 20, 15, 10 đến 20 phút làm bài Thì các bạn lưu ý nha Đó Chớ các bạn không các bạn không có nhiều thời gian Rồi đối với asset thì nhớ mà anh Đầu tiên đó là Thực hiện tạo bản Thực hiện một số ràng buộc Tạo liên kết, tạo khóa chính Được Phần đó sẽ đem rời các bạn từ 1 điểm rưỡi đến 2 điểm Đem dữ liệu vô nữa chứ Đem dữ liệu vô Đó, nhớ và liên kết các bạn có 4 lỗi có thể xảy ra. Chú ý lỗi số 1, 2, 3. Lỗi số 4 thì rất hiếm gặp. Chứ không phải không có nha. Lỗi số 4 rất hiếm gặp nhưng không phải không có. Chú ý lỗi số 3 coi chừng. Được không? Lỗi số 1 thứ hai là do bạn. Lỗi số 3 là do trường. Cho đây. Được không? Rồi. <laughs> rồi. Câu số phần query thì chú ý dùm anh. Select là nền tảng của các loại query. Chú ý select. Coi các dạng kỹ là dùm anh và QT QC là hai query thống kê. QT là thống kê theo một điều kiện, QC là thống kê theo từ hai điều kiện trở lên. QS, QC và QT có hai định dạng đó là open và design. QU, QA, QM và QD. Tức là append, update, map table và delete các bạn chỉ có một định dạng một, đó là design. Nhớ đọc kỹ giùm anh. Và ở đây anh có ghi nè. Lấy đúng đủ không lấy dư thông thường query sau sẽ liên liên quan đến query trước đó thông thường thôi chứ không phải tất cả làm tuần tự từng từ, nghĩ trong query đối với khi một trường mới hoặc là một điều kiện bạn nên chạy thử một số vấn đề cần lưu ý là hàm if có hai chữ y và cái dấu phẩy chấm chấm phẩy nhớ giờ man phải biết cách đổi nếu như đề có đổi rồi được chưa và hàm n hàm o các bạn đọc sau viết dạy đó phân cách trong xét để làm thuận tiện nhất đó là dấu phẩy thập phân hàng ngàn là dấu chấm và đối số là chấm phẩy nó QA, QM, QD nó chỉ có chế độ design. QO, QD các bạn phải run cập nhật xóa và không thể khôi phục các bạn lưu ý thì cẩn thận. QM là tạo ra bản mới nên bạn phải đặt cái tên bản này tên bản hoàn toàn mới, nó chưa được tồn tại trong file asset. QA thì bạn đầu tiên phải mở cái bản nối lên để coi coi thứ tự nó như thế nào. Được chưa? Form và report thì bữa trước anh có nói các bạn làm tới cái hình cơ bản nó giống thì dùm anh là được rồi. Cho nên không yêu cầu nhiều. Export thì bữa trước anh có nói lấy chuột phải export file đó chứ chưa phải sport đó để xuất ra đâu. Đó, đó là cái phần làm bài của mình. Và cố gắng phần rơi phần uh, asset các bạn làm được dùm anh tới hết rơi là anh mừng rồi. Là các bạn tương đối đủ điểm rồi. Được chưa? Tương đối đủ điểm rồi. Đấy các bạn lưu ý. Và đó là những gì mà anh muốn các bạn uh, thi tốt trong kỳ thi và nhớ ôn bài cẩn thận giùm anh. Rồi, ai hỏi gì hỏi đi.